Thật ra, tôi không biết vì sao chúng ta nên kiêu hãnh rằng mình là con người. Tôi đọc trên báo, nghe trên đài truyền thanh, truyền hình, vô số thú vật cao thượng giải cứu người, giải cứu đồng loại, thậm chí bằng sinh mạng của họ. Có một tấm hình của một con mèo hoàn toàn bị phỏng đến mù và thẹo đầy mình vì nó chạy 4 lần vào trong nhà bị cháy để cứu 4 con mèo. Mèo bị phỏng đến mù mà không còn nhận ra được, nhưng mèo đưa tất cả mèo con đến nơi an toàn. Một con mèo khác rất tự lập. Sau khi có thai, tôi nghĩ nó không được mèo đực nào giúp đỡ. Con mèo một mình nuôi con. Tôi thấy nhiều con mèo quanh nơi chúng, đôi khi làm tất cả những chuyện hay đẹp cho con của nó. Tôi thấy mèo mang thức ăn cho con và tôi cảm động trước sự tận tụy của nó. Mèo đã làm tận lực của nó để cung dưỡng cho con cái, trong khi bản thân nó chỉ ăn đồ thừa. Tôi đã chính mắt nhìn thấy, tôi rất cảm động bởi tình thương của nó. Hình ảnh này vẫn sống động trong lòng tôi mỗi khi nghĩ về loài mèo. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao loài người chúng ta đối xử tàn nhẫn với thú vật. Đa số chúng ta và nghĩ về họ như những chúng sinh thấp kém. Tôi nghĩ nhiều thú vật vô cùng cao thượng và vô cùng tự ái đối với đồng loại cũng như chúng sinh khác. Đôi khi quý vị thấy mèo hay chó bơi vào dòng sông hiểm nghèo để cứu bạn, dù đó là bạn người hoặc bạn chó, bạn mèo, vân vân. Họ làm vậy liều mạng sống của họ, nhưng không bao nhiêu con người chúng ta dám làm vậy. Khi thấy tình cảnh hiểm nghèo, chúng ta không liều mạng. Nhưng thú vật, khi thấy nguy hiểm, họ vẫn liều vì tình thương. Cho nên, nếu con người không thể trở về với lòng từ bi bác ái, căn bản của bản năng tự nhiên mà thú vật vẫn còn sở hữu, thì chúng ta nên cảm thấy tiếc cho mình hơn là kiêu hãnh. Đó là lý do chúng ta phải ăn chay. Bởi vì thú vật thật sự cao thượng, họ thật sự sở hữu phẩm chất và một linh hồn bên trong giống như chúng ta. Không phải chúng ta học để trở thành thú vật, nhưng phẩm chất tốt của họ chúng ta nên nhớ, để ít nhất không cảm thấy hổ thẹn làm mình kém hơn tiêu chuẩn loài vật. Chúng ta phải vươn lên vị trí cao thượng của thánh nhân. Để làm vậy, chúng ta phải có lòng nhân ái và cảm thông, hy sinh vô ngã vào mọi lúc, dù là trong kỳ bế quan, ở nhà, ở chợ hoặc bất kỳ nơi nào khác, ngay cả ở trong rừng, nơi không ai thấy được chúng ta, và không ai khác ở đó để ghi nhận việc thiện của mình hoặc tán thán nỗ lực cao thượng của mình. Chúng ta phải luôn cao thượng, vì chúng ta biết mình là ai và chỉ có Thượng Đế biết. Cuộc bế quan này tôi dạy nhiều điều, là tôi càng lên cao, tôi càng bị tấn công dữ dội hơn từ ma vương. Tôi đã nói với quý vị rồi, thật khôi hài, tôi không hiểu tại sao quý vị vẫn còn quá nhiều ngã chấp sau bao nhiêu năm nay. Nếu quý vị nghĩ mình vẫn còn có nhiều ngã chấp, làm ơn bỏ đi. Còn không, quý vị sẽ không đi đến đâu cả trong thế giới tâm linh. Bất kể tôi mang xuống bao nhiêu lực lượng cho quý vị cũng không chạm vào được. Đó là vì có quá nhiều ngã chấp. Quý vị không lên cao được và tiếp tục làm nô lệ cho ma vương và nghĩ rằng mình vĩ đại vì mình ăn chay. Ăn chay thì có sao, ý tôi là thuần chay, có gì hay đâu. Ăn chay thì tốt vì quý vị có lòng từ bi. Nếu quý vị không có lòng từ bi đối với tôi, đối với bạn của quý vị, thì quý vị có thể từ bi với ai? Việc thiện đầu tiên
là phải làm từ nhà, phải không? Điều đó chưa làm quý vị trở thành thánh nhân. Con dung đất thậm chí không ăn chay. Nó không ăn gì cả, nó chỉ ăn đất. Dung đất không làm hại ai, không làm hại cây cối, không làm hại loài vật hay gì cả. Dung đất đến liều mạng sống bé nhỏ, không được bảo vệ, không tự lực được để đào đất làm cho đất xốp. Nhờ đó chúng ta có thể canh tác. Và dung có thể chết bất cứ lúc nào dưới cây cuốc của người nông dân, chứ bước chân của chúng ta dẫm lên. Bởi đàn kiến có thể đến đốt rụi thân dung bằng vòi kiến, hoặc đàn ông, hoặc con gì đó, vân vân. Cho nên nếu quý vị ăn chay hoặc thuần chay rồi ngồi đó vài giờ buông thả, rồi ngủ gật, quý vị không là gì cả. Đừng quá kiêu hãnh, đừng nuôi dưỡng ngã chấp của mình đến mức này. Quý vị phải thận trọng, hãy theo dõi chính mình, theo dõi chứng mình, như thể sinh mạng của mình tùy thuộc vào đó. Đừng theo dõi tôi, đừng theo dõi người bên cạnh, đừng theo dõi những đồng tu khác, hãy theo dõi chính mình. Mỗi ngày quý vị phải kiểm điểm xem ngã chấp của mình còn ở đó hay nó đã tăng trưởng lớn hơn bình thường. Mấy con bò cũng ăn chay cả ngày từ lúc mới sinh ra. Bò thậm chí không ăn chay mà chỉ ăn cỏ. Dung đất, tôi nói với quý vị rồi, nó làm việc rất siêng năng. Không có dung đất, nhiều nơi không canh tác được, không thể trồng rau cho quý vị ăn. Và mấy con ong nhỏ cũng tạo thức ăn cho chúng ta, làm cho mọi cây cỏ mọc được thích hợp. Thậm chí ngày nay, thí dụ một số nông dân cũng có thể thụ phấn bằng tay, nhưng họ thậm chí mang ong vào để thụ phấn vì ong thụ phấn tốt hơn. Họ thừa nhận điều đó như vậy. Trái cây do ong thụ phấn nó tốt hơn nhiều so với trái cây do người thụ phấn bằng tay. Cho nên thiên nhiên lúc nào cũng tốt nhất. Và những con ong nhỏ, họ là công nhân của chúng ta. Con dung nhỏ mà chúng ta xem thường, không thể lên tiếng cho bản thân, không thể tự vệ bản thân, là ân nhân của con người, loài vật và địa cầu này. Nhưng dung đất không bao giờ cho rằng chúng là to tát hay vĩ đại gì cả. Mặt trời không bao giờ tự hào về sự vĩ đại của mình. Mặt trăng cũng là cứu tinh của địa cầu. Nếu mặt trăng ở xa hơn quỹ đạo, xa hơn vị trí hiện tại, thì chúng ta không có mặt ở đây. Chúng ta không thể tồn tại. Mọi thứ dựa vào những yếu tố đó để chúng ta sống được ở đây, có được cuộc sống tốt đẹp, và rồi chúng ta lại ngược đãi địa cầu. Và thậm chí có được một minh sư cố gắng giảng dạy quý vị hết sức tận tâm, tận lụy. Suốt bao năm qua, quý vị vẫn không học được gì cả. Thật sự đáng tiếc, thật xấu hổ. Ngã chấp mặc dù không tốt, nhưng vẫn cần thiết trong một số trường hợp, hoặc khi trình độ tâm thức của chúng ta không cao. Thí dụ, ngã chấp giúp quý vị phấn đấu để sáng tạo hơn, phục vụ tốt hơn, làm kinh doanh tốt hơn trong sự cạnh tranh, vân vân. Do đó, nó cũng giúp ích quý vị cảm thấy mình có một lai lịch như tôi là kỹ sư giỏi, tôi là thợ máy giỏi, vân vân. Điều đó giúp tăng thêm lòng tự tin và giúp quý vị sống cuộc đời hạnh phúc hơn. Cho đến khi quý vị biết được cảnh giới tâm thức cao hơn của niềm phúc lạc. Cho nên ngã chấp là thứ cuối cùng ra đi. Nhưng nó là dao hai lưỡi, do đó nếu không dùng nó khéo léo, đôi khi nó có thể phát sinh vấn đề, chỉ vậy thôi. Và nếu quá nhiều ngã chấp, có thể khiến chúng ta xung khắc với người khác nữa và cản trở sự tiến bộ tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải thiền nhiều hơn và phải phục vụ người khác nhiều hơn, rồi chúng ta có thể lên cao hơn. Và khi chúng ta lên cao hơn, ngã chấp sẽ phải ra đi.
bởi vì ngã chấp thuộc về cảnh giới tâm thức thấp. Khi chúng ta đạt được tấm chắn tốt hơn, khiến chúng ta có thể thấy dễ chịu, tự tin và vui vẻ, ví dụ như sự thăng hoa tâm linh, thể nghiệm được cao hơn và tốt hơn, thì chúng ta cảm thấy vui vẻ và tự tin trong mọi tình huống và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Trong từng bước một, ngã chấp sẽ ra đi từng lớp một. Ở đây, trong cảnh giới tâm thức thấp, ngã chấp hoạt động như một sự động viên khích lệ, như một tấm chắn để chúng ta phấn đấu cải thiện, nên nó hữu ích. Nhưng nếu ngã chấp quá nặng thì dĩ nhiên nó sẽ gây trở ngại nhiều hơn, như cây mọc quá lớn nơi lối đi hay trong vườn cần phải cắt tỉa. Nếu ngã chấp quá cao thì đẳng cấp sẽ rất thấp, chắc chắn là như vậy. Không bao giờ có ngoại lệ là quý vị có nhiều ngã chấp mà cùng lúc có đẳng cấp cao. Không, tôi thấy rồi, thấy chuyện đó rồi. Nếu năng lực khẳng định của họ rất thấp và ngã chấp lại cao, dù họ có khẳng định nhưng thấp, như là ở biên giới, thì năng lực phủ định vẫn có thể ảnh hưởng họ. Có thể không phải 24 tiếng, nhưng bất cứ khi nào họ muốn hoặc bất cứ khi nào có cơ hội để cản trở sự tu hành của họ. Nhưng nói với ngã chấp thì cũng giống như nói với cây tre chết ở đây, chuyện là vậy. Họ thậm chí cũng không nghĩ là họ có ngã chấp, đó mới là vấn đề. Nhưng nếu có ngã chấp đi nữa thì quý vị phải cầu nguyện, cầu xin thiên đàng, xin tất cả các vị thần và nữ thần, các vị bảo hộ và lực lượng minh sư, xin hãy giúp con xóa bỏ ngã chấp, xin giúp con khiêm tốn hơn, vô vị kỹ hơn. Lỗi của quý vị không phải lỗi của ai cả. Trong mắt tôi, ai cũng là Phật, nhưng họ bị ngã chấp cản trở và họ không biết mình là Phật. Họ không nhận ra và còn ngăn cản người khác không thấy Phật tánh của họ. Ngay cả những người khai ngộ cũng không thể buông bỏ ngã chấp. Họ khai ngộ được một chút thì ngã chấp chặn họ lại ở đó, nên họ không thể lên cảnh giới cao hơn. Họ dựa vào tài năng và kiến thức đã học rồi cảm thấy mình vĩ đại. Bởi vậy, họ không thể nhận thức được sự vĩ đại thật sự của họ. Chúng ta thật sự vĩ đại, nhưng vĩ đại này không giống như vĩ đại mà quý vị tưởng tượng. Hiểu không? Cái gọi là vĩ đại mà quý vị nghĩ là mình đang có thì không phải là sự vĩ đại đích thực. Thật đáng tiếc, đó là kho tàng thì không tìm, mà lại đi tìm 1, 2, 3 đồng tiền lẻ và cảm thấy tự hào về chính mình. Tôi tìm thấy 2 xu nhân dân tệ, tôi tìm thấy 2 xu nhân dân tệ, tôi vĩ đại quá. Nhưng họ lại bỏ đằng sau nhiều kim cương, mã não, trân châu, lục ngọc, đá quý, vân vân. Họ quên đi kho tàng bởi vì họ quá bận rộn đi tìm 1, 2 hào lẻ tiền tệ. Vô cùng đáng tiếc, cả thế giới thật đáng thương. Quý vị đã khai ngộ đôi chút mà vẫn còn như vậy. Nói chi người bên ngoài, họ thật đáng thương. Thỉnh thoảng họ câu thông với chân ngã và làm một chút việc thiện, nhưng hôm sau họ lại khác đi. Đẳng cấp của họ rớt xuống và họ lại tách rời khỏi chân ngã của họ. Họ cứ trở đi trở lại như thế, cho nên mỗi ngày họ đều khác. Vì mỗi ngày phải đối phó với những tình huống không nhất quán, khiến chúng ta mệt mỏi, hiểu không? Chúng ta không thể làm gì về điều đó. Hãy tha thứ cho họ. Tha thứ cho họ nhưng tránh xa một chút. Giữ khoảng cách trước rồi tha thứ cho họ. Nói quý vị nghe, không phải chúng ta không tha thứ cho người khác, chỉ là chúng ta rất mệt mỏi. Họ càng già thì càng khó thay đổi. Khi tự họ không thay đổi, họ gây rắc rối cho chính họ và người khác. Bởi vậy thế giới mới đau khổ, vốn dĩ không ai làm khổ mình, chỉ là ngã chấp gây rắc rối cho mình, ngã chấp của người khác cũng gây rắc rối, ngã chấp của con người luôn tranh đấu với nhau. Tất cả đều là vì ngã chấp, hiểu không? Tôi biết nhiều hơn, ý kiến của tôi hay hơn,
anh thì biết gì chứ. Rồi người khác sẽ nói tôi hay hơn, tôi hay hơn. Cả hai đều bám vào ý kiến riêng của họ và cho mình là hay hơn, cho nên họ tranh chấp với nhau, lãng phí thời giờ và sức lực, đồng thời khiến cho người khác kiệt sức. Quý vị hiểu không? Đa số con người hay bị mờ mắt bởi những tiện nghi của vật chất, nên họ không muốn nhìn xa. Vì tình cảm thế giới này là vậy, họ khiến cho con người như vậy, chứ họ không có sinh ra như vậy. Đa số họ sinh ra từ những nơi huy hoàng, rực rỡ. Khi đến đây, họ bị ma vương làm cho họ phấn đấu cho cuộc sống, nên họ chỉ có nghĩ tới tiền tài, vàng bạc, thêm tiện nghi, vinh quang và sự sống thoải mái hơn. Làm việc ngày đêm như vậy mà vẫn không đủ tiêu dùng, thật là khổ cho họ. Chỉ có thể nghĩ tới ngày mai ăn làm sao, ngày mai có thêm nữa, hay hàng xóm có xe tốt hơn. Đủ thứ chuyện chung quanh làm cho họ nghĩ như vậy. Rồi từ từ nó trở thành giống như một bản tánh của họ. Rồi họ nhận diện ra họ là như thế. Và từ đó cái ta mới sinh ra. Rồi một khi họ có được tất cả những thứ mà họ cho là vinh quang, thì lúc đó cái ngã trở thành ngục tù vững chắc không đập bể được nữa. Ta đã kiếm được những thứ này, ta đã thành công, ta vĩ đại, ta khôn ngoan, ta là một nhà kinh doanh tài ba. Tôi nuôi 5 người trong gia đình tôi. Tôi còn nhiều hơn nữa để cho hàng xóm hay cho nạn nhân thiên tai, bất cứ gì vân vân. Sau đó cái ngã càng ngày càng lớn hơn, địa vị càng cao. Rồi không ai nói gì được với người đó nữa. Khi chúng ta còn nhỏ, chúng ta làm sai điều gì thì bị phạt, làm đúng thì được khen. Có lúc được khen thái quá, cho nên chúng ta học được cách khoe khoang chính mình để được khen tặng hay được phần thưởng. Lớn lên, chúng ta đi học, thấy những người thông minh hay giỏi về mặt xã giao, nhận được nhiều điều lợi ích, cho nên chúng ta cũng bắt chước tìm cách giành hạng nhất, nói những lời dễ nghe, làm những việc để lấy lòng người khác, mặc dù nhiều khi không thành thật, mà chỉ vì muốn được sự khen tặng mà thôi. Thật ra lúc đầu không có ngã chấp, chúng ta chỉ quá chú trọng về việc thành bại. Chúng ta kiêu hãnh về bản thân, chúng ta nghĩ tôi đã hoàn thành công việc này, tôi sẽ làm công việc kia, tôi hay hơn anh ấy. Hai người có trình độ thông minh tương đương nhưng được trưởng thành trong hoàn cảnh khác nhau sẽ có sự phản ứng khác nhau khi đối diện với cùng một tình huống. Đó là do những thói quen mà họ thu thập, do những điều họ học hỏi khi còn nhỏ và trong cuộc sống hàng ngày. Cho nên thật ra không có ngã chấp, chúng ta chỉ đối phó với thói quen mà thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị muốn tọa thiền, nhưng vì quý vị đã quen với lối sống bận rộn, bây giờ quý vị phải đi uống cà phê, 8 giờ phải đi khiêu vũ, vân vân. Rồi giờ sư phụ bảo quý vị ngồi ở đây thật thê thảm, đôi khi còn không thấy Thượng Đế, và không phải lần nào cũng thấy, phải không? Một số người may mắn được nhìn thấy Thượng Đế mãi, họ cho là điều dĩ nhiên, nhưng một số ngồi đó đến mong sắp sửa rớt ra mà vẫn không thấy gì cả. Dĩ nhiên những chuyện này làm cho họ không vui, khiến cho họ khó mà tin rằng có Thượng Đế, khó mà tin rằng Thượng Đế có tình thương. Nếu Thượng Đế có tình thương, tại sao Ngài không đến với tôi? Tại sao Ngài lại đến với người hàng xóm? Bởi vì từ nhỏ lớn lên, quý vị học được cách so sánh giống như người thế tục. Họ dạy quý vị những người láng giềng hay hơn quý vị, xe của anh ta mắc tiền hơn, tại sao Thượng Đế cho anh ta mà không cho tôi, những chuyện như vậy. Đó được gọi là ngã chấp, cái đầu óc của biện bạch mà chúng ta thu thập được từ ảnh hưởng của xã hội. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm ngược lại. Mỗi khi chúng ta suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta nói đây chỉ là thói quen mà thôi, tôi không tin những chuyện rác rưởi đó. Sau đó quý vị làm việc của mình, đừng nghe theo sự xúi dục của đầu óc.
Dần dần quý vị sẽ quen, tha thứ cho mình và cố gắng trở lại. Những người tâm đơn thuần dễ câu thông với Thượng Đế hơn, bởi vì họ không có quá nhiều tư tưởng, quá nhiều sự so sánh hay quá nhiều kiến thức phải khắc phục. Những người trí thức hay đôi khi những người thành công hơn thường phức tạp hơn, vì họ phải mưu cầu trong lĩnh vực này để thành công, thí dụ như vậy. Cho nên họ quen suy nghĩ, phân tích lợi hại, được thua, thành bại. Nếu tôi ngồi thiền, Thượng Đế sẽ cho tôi những gì? Tôi sẽ thu hoạch được gì? Làm như thế có đáng không? Quý vị biết đó, thời giờ là tiền bạc mà, chẳng hạn như vậy. Rồi trong tiềm thức, chúng ta đã tự cản trở mình trên con đường đi lên thiên đàng. Do đó chúng ta gọi là ngã chấp. Thật ra không có. Thí dụ nhiều đứa bé lớn lên trong một gia đình thường hay bị đánh đập, khi lớn lên thường hay trở thành tội phạm. Bởi vì lúc nhỏ không được ai quan tâm đến, nên khi lớn lên chúng cũng không thương ai cả. Chúng chỉ biết dùng bạo lực, dùng quả đấm hay bất cứ võ lực gì có được để chiến thắng kẻ thù, để trở nên mạnh mẽ hơn. Phần đông chúng không dễ thương và rất khó cho chúng ta thay đổi điều đó. Quý vị sẽ nói đó là ngã chấp của chúng. Ngay cả việc đánh răng, nhiều người không đánh răng mỗi ngày 3 lần vì họ không có thói quen này và họ cũng không muốn thay đổi. Lúc nhỏ, sư phụ cũng không mỗi ngày đánh răng 3 lần, nhưng khi lớn lên, sư phụ biết như vậy sẽ hư răng. Sư phụ lại thích đẹp, từ đó sư phụ ý thức được sự quan trọng của thói quen này, cho nên kể từ đó sau khi ăn cơm, sư phụ đều đánh răng. Vậy đó, chỉ là thói quen nhé, cho nên hãy tha thứ cho mình và cố gắng sửa chữa. Ban đêm khi đa số người thế gian xung quanh mình đã yên lặng, không có từ trường bay lung tung dâng đầy trong không gian, bản thân quý vị cũng không bị phân tán, cũng không có việc gì làm, và thường thì vào lúc này đầu óc, trí óc của mình cũng hơi mệt mỏi, nên cũng không muốn làm phiền mình, rồi mình lén ra ngoài khỏi đầu óc ngồi một mình. Khi đó có thể nhận được lực gia trì của minh sư nhiều hơn. Ban ngày tuy cũng có, nhưng quý vị vì bận rộn bắt cái này cái kia không bắt được đủ lực lượng minh sư. Ban đêm tốt hơn, cũng khó hả? Khó thức suốt đêm rồi ban ngày đi làm, nhưng tất cả đều là thói quen. Từ từ quý vị sẽ quen, tin tôi đi. Quý vị càng tỉnh táo thì càng có nhiều điểm tâm linh, thậm chí chỉ duy trì sự tỉnh táo và nghĩ về việc thiền, nghĩ rằng mình muốn thiền, dù quý vị nghĩ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng quý vị tỉnh táo và thiền, trong tâm quý vị muốn thiền, điều đó cũng khiến quý vị kiếm được nhiều công đức. Hãy tỉnh táo vào ban đêm, đó là thời điểm gia trì đến nhiều nhất. Nếu quý vị tỉnh táo hơn thì có nghĩa là linh hồn quý vị vẫn ở đó, chưa đi khỏi. Nó nhận sự gia trì vào linh hồn. Nếu linh hồn ở nơi khác, có lẽ ở thế giới khác, hoặc là không ý thức được, thì có ít sự gia trì hơn, bởi vì quý vị ngủ, linh hồn đi ra ngoài. Kính thưa sư phụ, khi quán âm thì con quán âm được 1 tiếng rưỡi. Có khi con quán âm được chừng 5 hay 10 phút là con cảm thấy khó chịu. Quán âm không được mà con thường bị như vậy hoài. Lúc mình khó chịu thì mình ráng mình chịu, một lúc nó sẽ qua. Còn nếu không chịu nổi thì đứng dậy đi ra 2-3 bước hoặc đi một vòng rồi ngồi lại nữa nhé. Tại vì quán âm lực lượng quá mạnh đó, nhiều khi ma chướng trong người mình nó không muốn thoát ra ngoài, những cái chất không có được sạch sẽ hay là mình bệnh trong người bị nhiễm mà nhiều khi mình không biết thì nó muốn tống ra ngoài mà hơi khó tống ra, thành ra như vậy. Có khi con quán quan
thì như là con bị nóng bừng bừng lên như vậy, có phải là đúng không sư phụ? Không sao đâu. Nếu nó nóng quá thì uống một ly nước lạnh. Tại nhiều khi trong người mình có đủ thứ ma, bệnh cũng kêu là ma. Ma có nghĩa là lực lượng phủ định, những cái chất không có gì trong sạch. Nhiều khi mình bị nhiễm bệnh hoặc là thân thể mình có chất độc, ăn uống nhiều khi trúng độc, đi ra ngoài trúng độc hoặc bị người ta truyền nhiễm. Thành ra lúc ngồi thiền, nó muốn tống ra ngoài giùm mình. Không những là tinh thần mình khỏe mà thân thể cũng sạch sẽ nữa. Nhưng mà nhiều khi nó nhiều quá đó, nó tống không kịp, thành ra mình mệt vậy đó. Quý vị hỏi tôi làm sao tránh được cái ngã, tôi khuyên quý vị nên quán âm nhiều hơn. Chúng ta phải quán âm nhiều hơn, nếu không chúng ta sẽ không thể nào rửa sạch những thói quen đời đời kiếp kiếp của mình. Mặc dù tôi dạy quý vị niệm Phật hiệu và quán ánh sáng, nhưng nếu quý vị không quán âm thanh thì cũng không hiệu nghiệm. Lý do là vì niệm Phật hiệu và quán ánh sáng cũng là cộng thêm đồ đạc mà thôi. Dù rằng những thứ cộng thêm này có thể kiếm được những thứ khác và làm cho chúng ta quên đi những phiền toái ở đời, chúng ta có thể dùng những Phật hiệu tốt lành này để kiềm chế những tư tưởng tạp nhạp, ngăn cản không cho nó gây phiền phức. Như vậy không có nghĩa là chúng ta biến mất hoặc được rửa sạch vì niệm Phật hiệu hay niệm A-di-đà Phật. Không, chúng ta cộng hàng vạn lần Phật hiệu lặp đi lặp lại mỗi ngày để kiềm chế tạp niệm. Sau đó chúng ta phải dùng quán âm thanh để rửa luôn cả những Phật hiệu đó. Con không hiểu âm thanh giúp tịnh hóa mình như thế nào. Cũng như nước có thể rửa sạch thân thể quý vị, âm thanh có thể thanh tịnh hóa linh hồn. Có phải sự thanh khiết cũng là một chấn động lực? Phải, âm thanh giống như một cái lọc, nó có thể thanh lọc các ảnh hưởng phủ định mà đôi lúc xâm nhập vào người quý vị và từ trường của quý vị qua sự tiếp xúc với thế giới hoặc những tình trạng ô nhiễm mà quý vị thu nhận từ hoàn cảnh, môi trường hay còn dư lại từ kiếp trước. Âm thanh lọc những thứ đó ra giống như một cái lọc, hoặc như là rửa sạch thân thể. Trong vô hình, đầu óc chúng ta bị ô nhiễm bởi những tư tưởng xấu, bởi những suy nghĩ phủ định. Nếu chúng ta liên tục dùng âm thanh với chấn động lực cao, nó sẽ loại bỏ chấn động lực thấp, giống như một loạt hoạt động điện tử. Đây là vật lý siêu hình, nhưng âm thanh thực sự rửa sạch. Đó là vì sao quý vị càng ngày càng tốt hơn. Bằng cách nào không quan trọng, miễn là quý vị được sạch sẽ là tốt rồi. Vì không phải điều gì chúng ta cũng có thể giải thích bằng ngôn ngữ thế gian, nhưng miễn là có kết quả, quý vị biết nó là như vậy. Chúng ta phải biết từ bên trong, không phải bằng ngôn ngữ. Chúng ta cảm thấy tốt hơn, thuần khiết hơn, giản dị hơn mỗi ngày. Bằng chứng là quý vị không tham danh lợi nữa, không muốn nổi tiếng hoặc giàu có, hoặc quý vị không thực sự cảm thấy ràng buộc vào những tiện nghi vật chất thế gian nữa. Quý vị vẫn có nó và quý vị biết tự chăm sóc cho mình, nhưng nó không còn ràng buộc chúng ta như trước kia nữa. Đây là cách âm thanh tịnh hóa chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy ngày càng thuần khiết hơn và tự tại hơn. Con phải làm sao cho tâm hồn tĩnh lặng để mà ngồi thiền cho tốt? Vấn đề chúng ta ai cũng có, ai cũng bị hết, cho nên không phải chỉ mình anh bị thôi. Bởi vậy mà mình phải ngồi thiền mỗi ngày, chứ không phải truyền tâm ấn xong thiền một ngày là đủ. Đầu óc gây rắc rối đã từ lâu, từ lúc mới sinh ra. Nó thu thập vô đủ thứ chuyện vớ vẩn, có cái thói quen nhận vô rồi phải phát ra thứ chuyện ngốc nghếch hay đủ thứ mọi tư tưởng từ bất cứ ai, bất cứ bối cảnh nào. Nó cứ làm như vậy hoài, nó giống như cái máy truyền thanh. Cho nên khi ngồi thiền, quý vị lờ nó đi, làm việc của mình thôi, niệm hồng danh, tập trung vào trung tâm trí huệ của mình và nghĩ tới những gì cao cả nhất.
Như vậy mà cũng không đỡ nữa thì nghe nhạc êm dịu nào mà quý vị thích, có thể nhạc sư phụ, có thể bài khai thị của sư phụ, hay bất cứ gì làm tâm mình lắng xuống. Cái gì tốt cũng được. Như có thể thỉnh thoảng nghe nhạc cổ điển, tùy quý vị quen nghe cái gì cho tâm hồn thanh thản. Nghe cái gì cũng được, miễn là nó giúp tâm mình tĩnh lặng. Nhưng nó phải giúp tâm quý vị tĩnh lặng, và nó phải tốt, phải cao thượng. Mở nho nhỏ thôi, nhạc hay bài giảng gì cũng được. Để tiếng nho nhỏ, đừng để ở phía sau lưng mình, để nho nhỏ, hoặc là dùng ống nghe để vô tai. Quý vị có thể vừa ngồi thiền, vừa nghe nho nhỏ như vậy. Làm như vậy có thể giúp quý vị vào lúc mới đầu, hoặc bất cứ khi nào mình cần đến. Hãy ngồi trên sàn gỗ hoặc trên mặt đất, đặt chân lên rồi ngồi thiền, hay ngồi trên sàn nhà với chiếc chiếu che cũng được. Như vậy thoáng khí hơn, mát hơn cho quý vị. Bởi vì nhiều khi nệm chúng ta ngồi làm bằng nhựa, không hút hơi nóng, nó gây trở ngại cho chúng ta, nó làm khó chịu, nhất là khi quý vị thiền quán âm. Thử đổi vị trí, có thể đổi chỗ hoặc đổi nệm ngồi rồi quý vị sẽ thấy đỡ hơn. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu con thích thú ngồi thiền, nhưng thật ra con lại không thích. Con làm vì biết mình phải làm. Ai ép cô đâu, không ai bắt buộc cả, thì đừng làm. Con muốn, nhưng con thấy rất khó. Con thấy giờ thiền quá lâu và không tập trung được. Con cứ chờ đến hết giờ là lập tức đứng dậy. Con thực sự không thích thiền, nhưng lại thấy mọi người vui vẻ thiền. Tôi đâu có biết. Cô hỏi họ tại sao đi, tại sao họ thích thú như vậy, tại sao quý vị lại thích thiền nhiều như vậy và cảm thấy gần Thượng Đế hơn. Có lẽ cô nên cố gắng thêm chút nữa. Có ai ngồi thiền chung với cô ở nhà không? Dạ có. Thôi thì như vậy, có lẽ cô đừng ngồi thiền nữa. Thiền không phải là sự bắt buộc. Nếu không thấy hứng thú thì tránh Thượng Đế một thời gian. Cứ nói là con sẽ nghỉ một tháng, như vậy cũng được. Vẫn không được à? Vậy thì làm sao đây? Ngồi đó và nghĩ ngợi hay là gì? Quý vị suy nghĩ nhiều quá. Thôi được, có lẽ cứ ngồi đó. Nếu thấy mệt thì nằm, sau đó ngồi tiếp. Hãy vui hưởng như đó là lúc nghỉ ngơi, đừng nghĩ đó là công việc. Ví dụ như nếu làm việc suốt ngày quý vị cũng mệt phải không? Cho nên thời gian thiền thật sự quý báu. Đó là thời gian của quý vị, rằng đây là thời gian của mình. Mình ngồi đó và đổ đầy bình xăng của mình. Thời gian ngồi thiền thực sự là lúc quý vị đổ đầy bình xăng của mình lại. Đừng nghĩ là mình có được kết quả hoặc thành công hay không. Chỉ việc ngồi đó và thư giãn. Thư giãn và nghỉ ngơi chỉ làm bấy nhiêu đó thôi. Nếu không thiền được lâu thì có thể đọc một quyển sách nhỏ, đọc sách tâm linh một hồi cho đến khi sẵn sàng ngồi thiền lại. Hay là nghe băng mà cô thích, nghe một lúc đến khi quý vị sẵn sàng nhắm mắt lại. Quý vị vừa nghe vừa ngồi thiền, vì đôi khi có lẽ quý vị cũng cần nghe chi đó mà không có thời gian để tập trung vào những gì mình đang nghe. Họ có thể nghe ngay cả âm nhạc, nhạc êm dịu, nhạc cổ điển, chỉ vặn nho nhỏ và lắng nghe. Có những người làm như vậy để thư giãn, quý vị cũng có thể làm như vậy để được thư giãn. Như vậy, quý vị có thể nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc để được thoải mái hơn. Đừng cho đó là công việc, thiền là để mình vui hưởng. Quý vị nghe nhạc và nhắm mắt lại, thỉnh thoảng niệm năm hồng danh, không có khó đâu, đừng cưỡng ép mình. Nghe nhạc, đọc một quyển sách nhỏ, nghe băng thâu âm, làm những gì mình thích, rồi nhắm mắt lại, đồng thời niệm năm hồng danh, lúc đó chúng ta có nhiều việc cùng một lúc. Cứ nghĩ đó là thời gian để mình vui hưởng những gì mình chọn, và thiền định cũng bao gồm trong đó. Đôi khi tôi đi xem phim và thiền ở đó, quý vị có thể tưởng tượng được không?
cho dù phim đang chiếu gì đó, bởi vì có khi tôi đã xem phim đó rồi, hay là tôi đã chán xem phim nên tôi ngồi đó thiền thôi. Họ làm việc của họ, tôi làm việc của tôi. Đầu óc tôi nghĩ là tôi cần đi xem phim và nó vui rồi nên không sao cả, cứ từ từ. Quý vị chọn điều mình thích vào lúc đó. Có thể hôm nay mình chỉ ngồi nghĩ đến Thượng Đế, nghĩ đến các loại thánh nhân thời xưa, hay nghĩ đến sư phụ, nghĩ đến bất cứ điều gì tốt đẹp xảy ra trong ngày hay trong quá khứ. Rồi bắt đầu từ đó, nhớ lại những điều tốt đẹp và cảm ơn Thượng Đế ban cho những gì chúng ta có, những gì chúng ta đang có và sẽ có. Rồi từ từ, nó sẽ đến một cách tự nhiên. Đó là thời gian để mình nghỉ ngơi và suy nghĩ về những điều mình muốn nghĩ, chuyện mình làm, mình muốn làm, nghe những gì mình thích nghe. Giống như đôi khi người ta lái xe và nghe băng thâu âm cùng một lúc không sao hết, vậy nhé. Nếu cô ngủ trưa lâu quá hay là ngủ buổi chiều, đó là thời gian nhiều người bực bội, cả thế giới đang bực bội. Lúc ngủ, quý vị không có sức đề kháng, loại năng lực đó sẽ tấn công quý vị, cho nên nếu quý vị buồn ngủ mà có thể sáng thức được thì đừng ngủ vào lúc đó, cố gắng ngồi thiền thay vì ngủ. Tọa thiền xong, nếu vẫn cảm thấy mệt thì có thể ngủ, như vậy không bị áp lực bao vây và không bị năng lực ấy tấn công. Ai cũng vậy cả, không chỉ riêng một người nào. Đôi khi quý vị mệt mỏi và buồn ngủ thì quý vị sẽ bị năng lực của thế giới kích động. Đó là do quý vị cảm thấy sợ hãi và trống vắng. Hãy tọa thiền ngay lúc ấy, vì quý vị sẽ cảm thấy đỡ hơn. Nếu không thiền được thì hãy làm một việc gì đó. Nếu không thể thiền vào lúc đó thì đi ra ngoài làm gì đó để quý vị lên tinh thần, ăn những món ăn quý vị thích nhất. Đừng nghiêm khắc với bản thân, hãy ăn những món ăn ngon, hay trò chuyện với bạn bè, hoặc là nói chuyện với đồng tu nào mà quý vị tin tưởng. Nếu không thì xem băng hình của sư phụ để lên tinh thần một chút. Ví dụ quý vị thường ngủ trưa, khi ngủ dậy thấy khó chịu có nghĩa là quý vị không nên ngủ vào giờ đó. Tốt nhất là thiền, thiền xong mà vẫn thấy mệt mỏi thì ngủ một chút. Tối thiểu lúc đó quý vị có lực lượng bảo vệ. Thiền không phải là ngồi xếp bằng, chỉ là để yên tĩnh, mà là sự câu thông mỗi ngày chúng ta phải có, giống như mỗi ngày chúng ta phải kiếm tiền để sống, mỗi ngày chúng ta phải hít thở, mỗi ngày chúng ta phải làm gì đó để nuôi dưỡng thân thể, mỗi ngày chúng ta phải thiền để nuôi dưỡng linh hồn, chúng ta phải câu thông với thiên đàng, với thiên tánh của mình, nếu không chúng ta bị đè nặng, sẽ lạc lối trong thế giới này, sẽ bị áp đảo bởi lực lượng phủ định, bởi từ trường nặng nề của thế giới này, và rồi không thể về nhà trở lại. Thiền thêm để xóa những vết tích không tốt và chướng ngại không tốt. Phục vụ người khác trên danh nghĩa của Thượng Đế vào mỗi lúc một cách vô ngã, và rồi từng chút một chúng ta sẽ thông suốt hơn. Có cần phải cầu nguyện trước khi thiền không? Được, chúng ta có thể cầu nguyện nhưng không cần thiết. Thiền là lời cầu nguyện thâm sâu nhất, từ đó quý vị sẽ được bất cứ gì mình muốn. Bất cứ điều gì tốt cho quý vị về phương diện tâm linh và vật chất sẽ tự động đến với quý vị dù quý vị có cầu hay không. Vì vậy cuộc sống của chúng ta tu pháp môn Quán Âm tràn đầy niềm an vui tự tại, không còn muốn gì cả. Càng tu hành càng ít muốn, càng tu hành càng ít cầu. Hãy tìm thiên quốc trước, rồi mọi thứ sẽ được thêm vào cho con. Phải ngồi thiền bao lâu mới đạt được khai ngộ? Sự khai ngộ đến ngay lập tức. Khi quý vị ngồi xuống với một vị minh sư, với thành tâm khát khao, với sự khai ngộ đến liền. Có lúc đến trước khi tâm ấn nữa. Có khi sư phụ chưa giải thích xong phần hướng dẫn của tâm ấn, đã có người khai ngộ rồi. Quý vị biết đó, có nhiều người rất hấp tấp, không có thời gian để chờ đợi.
Nhưng mỗi ngày phải ngồi thiền, bởi vì chúng ta phải duy trì trạng thái khai ngộ đó. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải bồi dưỡng thêm sự nhận thức khai ngộ của mình. Hơn nữa, chúng ta còn muốn tăng trưởng nó, mở rộng nó cho đến vô tận. Nếu không, dù quý vị có ngồi 100 năm đi nữa, quý vị cũng vẫn không sao đạt được khai ngộ. Tọa thiền không đem lại sự khai ngộ, lực lượng của minh sư mới đem lại sự khai ngộ. Bởi vì hành thiền có nghĩa là cố gắng. Nhưng theo pháp môn của chúng ta thì quý vị không cần phải cố gắng gì cả. Có thể quý vị ngồi đó, có khi còn ngủ gục nhưng vẫn khai ngộ, hoặc trong lúc ngủ cũng có thể khai ngộ. Bởi vì lực lượng của minh sư sẽ đánh thức quý vị, đánh thức linh hồn của quý vị. Lúc đầu óc đang suy nghĩ, thân thể đang nghỉ ngơi, linh hồn quý vị sẽ thức tỉnh trong thế giới của ánh sáng và trí huệ. Cho nên tọa thiền không phải là phương tiện đưa đến sự khai ngộ, nhưng vì ngôn ngữ thế giới thiếu từ ngữ thích hợp hơn nên chúng ta tạm gọi là tọa thiền. Thật ra quý vị chỉ ngồi đó và nhận ân điển của Thượng Đế. Bất cứ một thứ gì gặt hái được hay là kết quả của một hành động nào vẫn còn là sản phẩm của thế tục, vẫn còn nằm trong khuôn khổ của vật chất. Cho nên thiền theo pháp môn của chúng ta là thiền mà không phải là thiền, không cần tốn hao sức lực gì cả. Con có nhiều cảm xúc vào những tình huống khác nhau, thí dụ như vui, buồn, thương, ghét, ghen tị, bực bội, áp lực, vân vân. Đôi khi thấy như nó đang trưởng thành qua những kinh nghiệm này, nhưng đôi khi lại cảm thấy không thể chịu nổi nữa. Con muốn biết những trường hợp như vậy, con phải có cách nhìn như thế nào? Sư phụ hiểu. Đó là vì mình tu hành thêm, nên từ trường của mình càng thanh tịnh, cho nên mình cảm thấy áp lực nhiều hơn trước kia. Quý vị mẫn cảm hơn đối với từ trường khác và sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Do đó càng bực bội, mình càng nên thiền nhiều thêm nữa để có thể chịu đựng tất cả những sức ép, những bực dọc này. Đó là giải pháp duy nhất. Như vậy thiền thêm là giải pháp duy nhất, thưa sư phụ. Phải, thiền thêm để càng ngày càng mạnh, mạnh hơn những áp lực. Sư phụ rất thông cảm với cô. Tôi biết cảm giác của cô, tôi thật tình hiểu điều này, bởi vậy tôi mới dạy quý vị pháp môn này để chống lại tất cả những khổ hạnh, những từ trường xấu xung quanh, và quý vị sẽ vượt qua, quý vị sẽ mạnh mẽ hơn. Có lúc điều này chỉ cảm thấy như vậy, nhưng càng nhiều áp lực, quý vị sẽ càng mạnh hơn mỗi ngày. Quý vị đối đầu với nó, không lo lắng mà trực diện nó. Quý vị đối đầu với nó, quý vị giải quyết mọi vấn đề từng cái một. Có rất nhiều chúng sinh trong không khí. Khoa học đã chứng minh không khí đầy những chúng sinh, vi trùng, vi khuẩn, có loại tốt, loại xấu, côn trùng, những loại vô hình. Ý tôi là chúng rất nhỏ, mắt thường không thấy được. Nhưng không khí không phải là trống không, nên có chúng sinh ở khắp mọi nơi. Chúng ta không phải là chúng sinh duy nhất ở đây, cái gọi là không gian trước mặt hoặc chung quanh mình. Nên con mèo chỉ là một trong những chúng sinh này, theo ý tôi thật ra cũng không sao. Bởi vì chúng quyến luyến, chỉ có vậy thôi, rồi cô cứ nghĩ đến chúng. Cho nên đôi khi khó tập trung. Nếu bất cứ ai, bất cứ chúng sinh nào mà quý vị cảm thấy gắn bó với họ, như cha mẹ, anh chị em, chó, mèo, chuột, vân vân, bất cứ gì, thì sức chú ý của quý vị sẽ bị phân tán. Cho nên nếu không cần thiết thì quý vị có càng ít càng tốt. Nhưng đôi khi thú vật cũng làm bạn với mình. Có chúng ở gần bên thật sự cũng dễ thương. Đôi khi dường như chúng có tình thương hơn con người, thông cảm hơn, có tình cảm hơn, trung thành hơn. Đó là lý do người ta thích thú vật. Chúng vô điều kiện, miễn được cho ăn đầy đủ thì chúng sẽ là bạn của quý vị suốt đời. Nhưng khi quý vị thiền, có lẽ tốt hơn là đừng nên để thú vật ở gần. Vì đôi khi chúng muốn ra ngoài, chúng dùng phòng vệ sinh, rồi khi đó
Chúng thấy chuột và nhảy lên làm quý vị giật mình, tỉnh dậy, chỉ có vậy thôi. Cho nên cứ giữ chúng trong phòng bên cạnh. Sau khi thiền, quý vị làm gì với chúng cũng được. Nhưng nếu chúng yên lặng và quý vị thích cho chúng ngồi trong lòng thì cũng không sao. Nhưng thú vật thì chúng ta không bao giờ biết được. Đôi khi chúng thấy những chúng sinh vô hình và nhảy lung tung, rồi sẽ làm quý vị giật mình, bất ngờ đánh thức quý vị ra khỏi thiền định. Có một câu chuyện về một nhà sư. Ông có một con mèo, mỗi khi ngồi thiền, ông đuổi con mèo, đuổi ra khỏi phòng, bởi vì ông cũng là một minh sư khai ngộ. Nhưng rồi đệ tử của ông, sau khi vị minh sư qua đời, con mèo vẫn còn sống. Rồi có một đệ tử mỗi lần thiền cũng đuổi con mèo ra ngoài, mặc dù con mèo đó không bao giờ thích và đến gần anh ta. Cho nên quý vị phải biết uyển chuyển. Vị minh sư đuổi con mèo ra là vì nó rất ưa thích ông và lúc nào cũng quanh quẩn bên ông. Đó là con mèo của ông mà. Nên khi muốn thiền, dĩ nhiên ông phải đuổi con mèo ra để được yên tĩnh hơn. Nhưng người đệ tử không có liên quan gì với con mèo mà cứ đánh con mèo gần chết mỗi khi muốn thiền, vì anh ta nghĩ đó là một nghi thức. Chúng ta mù quáng như vậy đối với những giáo điều tôn giáo còn sót lại. Việc tọa thiền 2 tiếng rưỡi mà quý vị đầu tư mỗi ngày sẽ công hiệu rất lâu, hàng nghìn năm. Bởi vì giây phút quý vị bước vào cõi vĩnh hằng, trong lúc tọa thiền, thời gian dừng lại. Không phải chỉ có 2 tiếng rưỡi, mà đó là hàng ngàn năm, hàng niên kỷ của sự phát triển, của sự tiến hóa. Quý vị đi vào một thời gian và không gian khác. Nhờ vậy quý vị được sạc điện, khôi phục, và quý vị trở lại con người đổi mới. Thành ra quý vị không phải trở lại kiếp sau, hoặc để đổi mới, hoặc được là chính mình. Bởi vì mỗi chúng sinh ra đời, mục đích là để nhận biết chính mình trở lại. Có vậy thôi, nếu không làm vậy kiếp này thì phải làm lại kiếp sau và kiếp sau nữa. Cho nên nếu bây giờ có thời gian, mỗi ngày chúng ta phải thiền 2 tiếng rưỡi như vậy, có nghĩa là chúng ta đã làm như vậy hàng triệu năm. Mỗi phút quý vị bỏ ra tượng trưng cho một kiếp. Bởi trong thời gian vô tận này không có cái gì là 2 tiếng rưỡi hay 1 phút, nó luôn luôn là vĩnh cửu. Chúng ta tính thời gian chỉ vì bị mắc kẹt trong thời gian. Lúc đó chúng ta thấy nó là thời gian. Một khi chúng ta ra khỏi thời gian rồi thì không còn là thời gian nữa. Thời gian tọa thiền rất quý báu. Đó là hàng trăm năm niên thiên niên kỷ ép lại với nhau. Cũng giống như miếng chip nhỏ xíu ở trong máy điện toán. Chỉ một miếng nhỏ như vậy mà đã chứa hàng ngàn, đôi khi hàng triệu thông tin. Cho nên không phải kích thước to nhỏ, không phải thời gian, không phải con số mà chúng ta quen thuộc. Thời gian tọa thiền là thời gian khác hẳn, không gian khác hẳn. Thành ra càng đi vào khoảng trống vô thời gian, vô không gian này thì càng tốt cho quý vị. Càng biết chính mình, quý vị càng được tự do. Mắt con người rất là tuyệt diệu. Có điều mắt của một số người bộc lộ đầy tình cảm. Những cảm giác và tình cảm bên trong, nếu quý vị nhìn vào mắt họ, rủi người đó đang có nhiều vấn đề, hoặc bị tâm thần, hoặc phiền toái gì đó, thì họ sẽ truyền hết những phẩm chất này sang quý vị qua ánh mắt của họ. Rồi quý vị sẽ phải vất vả để đi rửa nó sau này. Và lúc tọa thiền cảm thấy bực bội, khó chịu, rồi tự nhiên thấy mình có những phẩm chất xấu mà trước giờ mình không có. Vì vậy nên tôi khuyên quý vị tốt hơn là đừng nhìn vào mắt người ta, nếu như không biết bên trong người đó thuộc loại nào, bởi vì quý vị không sao biết được hết. Cho nên nhìn vào mắt trí huệ của họ thì cả hai bên đều có lợi, mà không cần phải lo rác của người khác. Rác của mình như thế cũng đã đủ rồi. Nếu còn thêm rác nữa thì sẽ khó cho quý vị tập trung để đi lên đẳng cấp cao hơn. Có hiểu không? Nhưng nếu quý vị không làm được thì tôi biết làm sao.
Cố gắng niệm năm vị khi nhìn vào mắt họ để ít nhất cũng tự bảo vệ mình. Nghĩ xấu trước khi hành động có bị nghiệp chướng không? Có thể có thể không. Đôi khi nó là nghiệp xấu từ kiếp trước, đôi khi là nghiệp chướng từ những hành động của mình khi mình còn trẻ vào thời trước. Đôi khi mình bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, hoặc bởi những gì mình nhìn thấy, hoặc ngay cả những gì mình đọc. Chẳng hạn, mấy người viết chuyện xấu như khiêu dâm, người ta đọc bởi vì họ thích cái cảm giác khi họ đọc những thứ đó cảm thấy như thật và nó kích thích họ. Nếu họ không đọc, họ sẽ không thấy kích thích như vậy. Cho nên chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi bầu bạn, bởi xã hội mà mình sống. Và đây là một điều rất đáng buồn. Bởi vậy chúng ta phải ráng giảm bớt những gì không tốt cho mình. Nếu biết là không tốt thì đừng nên tiếp tục với nó nữa, và ráng tiếp tục với những gì tốt cho mình mỗi khi có thể được. Nhưng điều này không phải lúc nào cũng làm được, cho nên hãy tha thứ cho mình nếu nó bị ảnh hưởng. Cứ bám vào sợi dây liên lạc với Allah, giữ nó liên tục luôn luôn. Đó là cách để mình sống còn ở thế giới này về phương diện tâm linh. Đôi khi con nói chuyện với người khác trong điện thoại, hoặc là khi xem người ta trên TV, con cảm thấy buồn nôn, không biết tại sao. Có phải tại vì họ ăn nhiều thịt quá không? Nhưng con đâu biết mấy kịch sĩ, tài tử trên TV đó. Tôi hiểu, có những tài tử trên truyền hình, bên trong họ không trong sạch lắm nên họ phát ra một từ trường khác. Tôi biết, bởi vậy khi xem băng chị hai, quý vị cảm thấy có lực gia trì. Cuốn phim cũng liên quan tới người đó. Khi cô treo hình sư phụ, cô cảm thấy có nhiều hào quang phóng ra, đó là vì sư phụ còn sống và kết nối với từ trường này. Cho nên tu hành rồi chúng ta không muốn coi truyền hình, hoặc như sư tỷ này không muốn gian díu với xã hội nữa. Vì vậy mà nhiều minh sư đi ẩn núi trên Hy Mã Lạp Sơn. Nhưng chúng ta nên cố gắng hết cùng việc tu hành. Khi chúng ta nói điện thoại, xem phim hay coi truyền hình, hay là nhìn bất cứ những gì từ trường của họ có thể ảnh hưởng mình, nếu không thấy dễ chịu thì coi truyền hình bớt đi, nếu không thấy dễ chịu thì nói chuyện điện thoại ít lại. Đôi khi mùi người thôi cũng làm chị hai buồn nôn rồi, không chịu nổi. Quý vị nên bảo vệ mình bằng cách niệm hồng danh liên tục, luôn luôn xem người khác như Thượng Đế thì đỡ bị vấn đề. Bởi vậy chị hai mới nói quý vị niệm hồng danh 24 tiếng để bảo vệ từ trường của mình. Quý vị có thể thấy xã hội này dị thường không? Họ đang bơi trong đó, nên họ không biết. Sau khi tu hành lên cao một chút, chúng ta mới cảm thấy dưới đây tối tăm hơn. Một khi quý vị bước vào từ trường của họ, quý vị có thể dễ dàng trở thành cùng với họ. Quý vị cảm thấy nhận được cảm giác của họ. Nếu họ bị đau, quý vị sẽ đau. Nếu họ buồn, quý vị sẽ cảm thấy buồn. Suốt ngày, quý vị cứ luôn tiếp xúc với người ta trên đường phố, trên xe buýt, trên xe hơi, trên máy bay, ở chỗ làm, v.v. Quý vị phải luôn niệm hồng danh hầu giữ vững chính mình, nếu không quý vị bị ảnh hưởng bởi đủ loại cảm giác xấu, ý nghĩ xấu, những thứ phủ định từ người ta. Quý vị cứ dùng tôi làm tấm chắn của quý vị, có thể được, nhưng hãy niệm năm hồng danh. Đừng cứ dùng tên tôi. Mọi người hiểu không? Nếu việc đó hiệu nghiệm quá dễ dàng thì tôi chỉ cần nói với mọi người hãy niệm tên tôi, chỉ vậy thôi. Khỏi cần niệm hồng danh, không cần, không như vậy được. Chỉ khi nào năm hồng danh không hiệu nghiệm và thực sự khẩn cấp thì quý vị có thể gọi tôi, biết chưa? Năm hồng danh quý vị phải nhớ, vì năm hồng danh đưa quý vị từ cảnh giới thứ nhất đến cảnh giới thứ năm. Quý vị không cần phải cứ dùng tên tôi cho mỗi cái mụn nhỏ trên mặt quý vị. Nếu tôi đi đến gần ai và nếu tôi nghĩ về người đó,
Nếu tôi không nghĩ thì không sao, nhưng nếu tôi biết người đó mà nếu tôi nghĩ đến, chao ôi, tất cả đều phơi bày ra và thật là không đẹp. Khi tôi còn ở đẳng cấp thấp hơn, tôi vui vẻ hơn. Bây giờ thậm chí có ai đó đi ngang qua sân trước nhà tôi, rồi sau đó tôi tình cờ đi ngang qua đó, tất cả từ trường của họ vẫn còn ở đó và phần lớn thời gian thì thật kinh khủng, đôi lúc vô cùng ô trược. Quý vị phải niệm hồng danh thường xuyên, luôn luôn, để lúc nào quý vị cũng tự động nhớ. Nhưng dĩ nhiên khi quý vị làm việc thì khó, đó là khi quý vị dễ bị tấn công. Việc đó rất khó, vì vậy quý vị phải cầu xin được bảo vệ trước. Khi đi ra khỏi nhà, quý vị nên xin các thiên thần bảo vệ và niệm năm hồng danh thật nhiều, tới khi quý vị không thể niệm được nữa do công việc hoặc bởi vì phân tâm, hiểu không? Đó là lý do họ nói quý vị nên đi gặp sư phụ, bởi vì lúc đó quý vị sẽ chia sẻ nghiệp tốt, hiểu không? Ồ, tốt cho quý vị, xấu cho tôi. Chúng ta không kiểm soát được đầu óc, không kiểm soát tư tưởng, không kiểm soát được lời nói. Quý vị chỉ lo nhìn người khác. Nếu người đó thật sự xấu đi nữa, quý vị sẽ lấy tất cả những điểm xấu đó, bởi vì quý vị để ý đến nó. Cũng giống như quý vị đang thu nhận đồ vật, nếu không làm sao quý vị biết nó có ở đó? Nếu quý vị mở cửa và mời 5 người vào nhà, quý vị phải có họ ở đó. Nếu họ ở ngoài, quý vị không để ý tới, không mời họ vô, thì trong nhà quý vị không có họ, phải vậy không? Nếu quý vị tọa thiền với pháp môn thông thường hoặc bất cứ pháp môn nào có chút lực lượng, hoặc vị thầy đó có chút lực lượng, dù vậy chúng ta vẫn phải đi qua giai đoạn của ảnh hưởng nghiệp quả. Do đó, đôi khi người hành thiền cảm thấy buồn chán, đôi khi cũng bởi vì ảnh hưởng của môi trường hoặc bản thân, bạn bè, quý vị sống chung, bởi vì quý vị thương cảm với người đó. Rồi quý vị bắt được từ trường và cảm xúc của họ, do đó hãy cẩn thận. Những tư tưởng và cảm xúc đó có thể không phải là quý vị. Bởi vì có một quyển sách nói về người từ hội của Thông Thiên Học. Một trong những người thuộc hội đó rất khai ngộ. Ông ta viết về thể nghiệm của ông khi thiền trong giai đoạn đầu tu hành, rằng ông ngồi trong văn phòng lúc ăn trưa và cố gắng thiền theo cách của ông, theo phương pháp Thông Thiên Học của ông. Rồi ông bắt đầu cảm thấy nhớ nhà, và rồi ông thấy một căn nhà với nhiều người trong đó mà ông chưa hề thấy trước đây, vân vân. Sau này ông khám phá ra biết được cảm giác đó và nỗi nhớ nhà là từ của một người đồng nghiệp, và căn nhà ông thấy trong thiền định thật ra là nhà của bạn đồng nghiệp. Người cha là cha của anh bạn, và những người ông thấy trong căn nhà đó là thân nhân của anh bạn đồng nghiệp, vân vân. Do đó hãy cẩn thận với từ trường mở rộng của mình khi tọa thiền. Phần lớn nếu chúng ta có vị thầy tại thế với từ trường vẫn còn sôi động, thì vị đó có thể bảo vệ quý vị khỏi ảnh hưởng này. Nhưng nếu chúng ta tìm cách học từ một vị minh sư quá khứ mà từ trường của Ngài đã rút lên trên cảnh giới cao hơn, thì chúng ta có thể có chút khó khăn để yêu cầu được bảo vệ. Chúng ta sẽ dễ bị môi trường ảnh hưởng hơn, dù xấu hay tốt. Cho nên chúng ta không thể biết chắc thể nghiệm tu hành nào đó là của mình hoặc của người lân cận. Ngày đầu tiên tâm ấn, đôi khi đầu của quý vị đầy sấm sét, hay như toàn thể đại dương được chứa trong đó. Điều này chưa từng xảy ra trong đời quý vị. Bất cứ gì mà quý vị nghe đều rất mới lạ và rất lớn, nên dĩ nhiên quý vị cảm thấy rất kích động. Nhưng quý vị phải học giữ bí mật. Tôi đã bảo rồi, những gì tôi nói là tốt cho quý vị, không phải tôi cấm đoán gì. Cho nên lần thứ, bất cứ ai trước khi thọ tâm ấn, hãy bảo họ làm ơn, làm ơn giữ kín miệng, nếu không quý vị có thể bị mất thể nghiệm, mất dòng truyền tư tưởng,
bởi vì quý vị tiết lộ ra. Ngay cả năm hồng danh, lý do tôi bảo quý vị không đọc bừa bãi hay nói với người khác, bởi vì làm vậy là quý vị tiết lộ ra. Trong lúc truyền tâm ấn, có sự bảo vệ, tất cả long thần hộ pháp gác bên ngoài, nên lực lượng phủ định không thể gần gũi được. Chúng rất thích nghe năm hồng danh, nên nếu quý vị niệm lớn ở bất cứ nơi nào hoặc nói cho người khác, quý vị thu hút kẻ thù phủ định. Chúng rất thích đến gần, nhưng khi chúng đến gần, chúng trở nên rất hung hăng và làm phiền quý vị. Quý vị hấp dẫn sự thu hút chúng, nhưng quý vị không đủ lực lượng chống đỡ chúng. Đôi khi quý vị sẽ có chút vấn đề, cho nên tôi cũng chỉ niệm lớn cho quý vị đôi khi thôi. Chúng ta không nên niệm lớn suốt ngày. Thế giới này là vậy, lực lượng khẳng định hấp dẫn lực lượng phủ định. Không phải là hấp dẫn, nhưng chúng thích đến gần. Thế nên điều gì tốt cho quý vị giữ cho mình. Quý vị càng giữ im lặng, thể nghiệm càng mạnh mẽ. Khi quý vị nói trước sư phụ và được bảo vệ, điều đó khác. Nhưng nếu quý vị nói bừa bãi, đôi khi không tốt cho quý vị. Bởi vì pháp môn này chúng ta học từ thiên đàng, không phải ở hạ giới. Lực lượng là từ Thượng Đế đem chúng ta về nhà. Thế giới này mặc dù cũng là do Thượng Đế tạo, nhưng chỉ là phản ảnh của sự sáng tạo Thượng Đế. Đây là thế giới của Ma Dương, đẳng cấp khác, sự kiểm soát khác. Cho nên chúng ta như là điệp viên ở đây, chúng ta như là kẻ thù của quốc gia. Cho nên chúng ta phải giữ kín, giữ danh tánh và mọi thứ bí mật. Mọi thứ từ thiên đàng thuộc về thiên đàng, thuộc về bên trong, mọi thứ bên ngoài thuộc về bên ngoài. Cũng giống như nếu quý vị đi đến quốc gia đối nghịch để làm việc cho chính phủ mình, nếu quý vị tiết lộ danh tính và quyền lực từ chính phủ mình, thí dụ như quý vị là thư ký đảng tin cậy của tổng thống hoặc một điệp viên của FBI đến một quốc gia khác để tìm hiểu chuyện gì đó, nếu danh tánh bị lộ, quý vị sẽ bị rắc rối. Tất cả điệp viên tài ba, họ làm việc một cách yên lặng. Họ có tất cả thông tin có thể thay đổi thế giới, nhưng họ không bao giờ cho ai biết, ngay cả vợ họ. Đôi khi quý vị đọc trên báo một số điệp viên bị khám phá, nhưng ngay cả vợ họ cũng không biết gì cả. Điều này có thật. Họ không nói với vợ, họ không nói với ai cả, họ làm việc một mình. Đôi khi vài điệp viên cũng làm chung với nhau, nhưng thậm chí cũng không biết nhau, bởi vì họ rất bí mật. Đó cũng là một cách của chúng ta. Sống trong thế giới này, chúng ta phải làm việc trong yên lặng,